Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Godman K350 được xem như sự kế thừa xứng tầm dành cho cây organ thế hệ trước. Godman K250 cũng được ví như là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong phân khúc keyboard mà Godman muốn mang đến tại thị trường Việt Nam. Hôm nay anh em hãy đón tiếp vị khách từ quận 9 đến tận showroom để rinh Godman K350 về nhà. Nào, bắt đầu video thôi. Đang được mang ra, bạn nhân viên cẩn thận dùng dao rọc nhẹ 2 mét để mở thùng đàn. Hai bạn từ từ rinh nhẹ K350 từ trong thùng ra. Toàn bộ đàn được nhà Godman bọc cẩn thận với xốp bao quanh đàn cùng 2 miếng xốp bọc kỹ lưỡng ở đầu mỗi bên. Tiếp đó, tụi mình sẽ mở bao đàn. Bao ni lông giúp cây đàn K350 trông như mới, không chảy xước và tránh bụi bẩn rơi vào các khe của phím nhạc và phím chức năng. Đàn đã được lấy ra hoàn chỉnh. Toàn bộ phụ kiện của K350 sẽ gồm đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn. Nhìn tổng quát, các bạn có thể thấy thiết kế góc cạnh cùng các phím chức năng được thể hiện ở vị trí dễ dàng cho người chơi có thể thao tác, và siêu phím được bọc cẩn thận trên từng phím đàn. Và đây là phía các cổng kết nối của đàn. Trong lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Godman K350, cùng mình tìm hiểu chức năng được trang bị trên đàn nha. Organ này trang bị 61 phím cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD cùng với thư viện âm nhạc đa dạng 657 tiếng, 128 polyphony, số lượng bài hát khổng lồ lên đến 160 bài, đồng thời lưu trữ tối đa 10 bài hát từ người chơi với 240 điệu cài sẵn và 50 điệu cài thêm. Godman K350 hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như là metronome đếm nhịp, flip chia bằng phím, fizz khóa bằng tiếng, jazz bow tăng giảm tông và big band giúp cho người chơi có thể luyến lấy các bản nhạc dân ca, bolero và cả nhạc hoa. Đàn còn được trang bị các cổng kết nối như là USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Team bắt đầu mang đàn vào thùng chuẩn bị quấn sản phẩm thật cẩn thận cho anh khách mang đàn về. Godman K350 đang được hai bạn bỏ vào bao, sau đó cố định bảo vệ đầu đàn bằng 2 miếng xốp giúp tránh va đập trong lúc quấn đàn hoặc chở đàn đi giao. Tiếp đó đàn sẽ được quấn ni lông thành nhiều lớp để tránh ẩm ướt do mưa, vì thời tiết Sài Gòn hay xuất hiện những cơn mưa chiều. Trong lúc đóng đàn, mình sẽ điểm qua phần quà tặng hấp dẫn mà Minh Phụng Music đem đến khách hàng nhé. Quà tặng sẽ là chân đàn, bao đàn và pedal giúp khách dễ dàng mang đàn ra xe để về nhà. Các bạn nhân viên đã tiến hành cố định chân đàn, bao đàn với pedal bằng băng keo thành nhiều lớp để giữ vị trí trước khi tiến hành quấn ni lông toàn bộ cái đàn thêm một lần nữa. Ngoài ra, chế độ bảo hành hấp dẫn khi bạn mua Godman K350 đó chính là bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là buổi mua đàn của anh khách từ quận 9 đến với showroom Minh Phụng Music đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.